Đây là thầy Tâm Độ cài nhạc chuông nhạc chờ cho Phật tử miễn phí. Dạ. Rồi, biết vì sao nên cài nhạc chuông nhạc chờ A Di Đà Phật không? Dạ, vì sao thầy? Câu A Di Đà Phật là A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác. Đó. Vô lượng thọ, vô lượng quang. Phật A Di Đà có rất là nhiều cái vô lượng. Dạ. Nên là cài cái vô lượng này khi mà cài người nào chưa biết thì người ta được nghe câu Phật hiệu gieo cái thiện canh là cho người ta. Dạ. Còn người nào biết rồi mỗi lần nghe coi như là Phật lắm rồi là nhắc nhở mình niệm Phật, tăng tính tâm linh niệm Phật. Dạ. Đó. Rồi mà đặc biệt là cái này đối với các bạn trẻ là thường hay bị nhá máy á. Dạ, nhá máy. Khi mà cài A Di Đà nhạc chung nhạc chờ A Di Đà Phật vô á thì cái bên kia người ta gọi vô á thì người ta nghe A Di Đà Phật một vài lần là người ta không dám nhá máy. Đúng rồi, người ta rất sẽ thuần. Đúng không? Người ta nghe cái câu Phật hiệu nó cảm hóa. Người ta không làm nhau máy, trọng phá, tầm bệnh ban nhé. Dạ, thỉnh thực tâm, thỉnh thực thương này. Đây là ngày này được gọi là thầy giáo, hiệu trưởng. Đây là hai giáo viên đồng môn. Lớp trưởng cũng được thì cái gì ý nghĩ của mình. Trong kinh cũng nói ngài là giáo chủ. Đây là hai vị Bồ Tát. Ngài là giáo chủ ở cõi Ta Bà. Hai vị tả hữu ở bên cạnh ngài được phát ra cái lời nguyện là phổ độ chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Ngài có duyên với cõi mình đây. Chỉ cần chúng sanh nhất tâm xưng niệm cầu xin thôi là ngài sẽ ứng nguyện cho. Mời quý vị. Thì ngày hôm nay là mình biết được là thầy Nhuận Đức sẽ phát quà. Cái này là năng lượng mặt trời để cho Phật tử phát cho Phật tử về để nghe niệm Phật và niệm theo. Đó, thì thầy Nhuận Đức phát một người một cái này ha. Tối hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Giáp Thìn thì thầy Nhuận Đức sẽ tặng cho một người một cái này để mà về bỏ trên nhà đó, trên nóc nhà nè, là tại vì cái này là năng lượng mặt trời lấy nắng nè. Đó, thì thầy Nhuận Đức muốn truyền tải tới cho quý vị là một cái năng lượng niệm Phật, nghe và niệm theo sẽ có lời lạc nha. Mình thấy một bà cụ đi đâu nè. Con chào bà cụ. Bà cụ đi đâu đây? Con quay bà cụ đây. Bà cụ đi qua đi. Rồi bà cụ nè. Bà cụ nhìn mặt dễ thương lắm mọi người à. Như là Phật. Rồi bà cụ đi đi. Bà cụ đi dành chỗ hay gì? Đi dành chỗ mà bây giờ chỗ hết rồi. Hai cô về tháng mấy rồi hả? À, tối hôm qua con có quay mà. Có quay mà, cô thấy phải không? Dạ. Cô coi chưa? Dạ. Hai cô đến từ đâu nè? Cô còn bắt vào đây. Cô còn bắt vào đây lâu chưa? Và một tháng rồi. Cô ở trong một phòng. Dạ, còn cô ở đâu? Cô ở Bình Thuận mà ở miền Bắc. Đâu, là không, ở đây là miền Bắc nè. Cô miền Bắc, cô Bình Thuận. Hai người vào gặp nhau. Cái huynh đệ không? Kết bạn huynh đệ luôn ha. Mỗi chung phòng luôn. Vậy là cũng có duyên đó cô ạ. Chứ đời này là gặp nhau nói chuyện một câu hai câu đâu dễ đâu. Nhưng mà như thế này là có duyên. Hồi trước hai cô nhiều khi đã từ anh em nè, chị em rồi mẹ con rồi này kia đó. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, lại đi tiếp xin kính chào quý cô chú Phật tử trong và ngoài nước. Thì sáng hôm nay là tại tổ đình chùa Hộ Pháp. Thì quý cô chú anh chị em đã thấy thì bây giờ hiện tại giờ hình ảnh là rất là nhiều xe. Đó, rất là nhiều xe mà đến để mà tham dự cái buổi lễ chính là ngày 15 tháng 7 năm Giáp Thìn âm lịch. Ngày hôm nay rất là nhiều xe nè. Đó. Và sau đây thì mình Lan Thang sẽ chia sẻ cho mọi người thấy là đây là khung cảnh rất là đông ha. Rất là đông quý Phật tử đã về đây. Đã về đây để tham dự lễ Vu Lan báo hiếu. Thì bên đây thì thầy Tâm Lạc đang cho từ Phật không đông. Thầy Nhuận Đức đã phân công công việc của thầy Tâm Lạc là cho Phật tử gần xa thỉnh từ Phật về thờ. Hữu duyên
tượng không đồng nha, không có bán. Sở dĩ mình nói không đồng là không có bán á, cho thỉnh tặng tặng tượng. Đây là Tam Thánh Tây Phương. Thỉnh Tam Thánh Tây Phương này. Đây là ngày này được gọi là thầy giáo hiệu trưởng. Đây là hai giáo viên đồng môn. Lớp trưởng cũng được tùy ý nghĩa của mình. Trong kinh cũng nói ngài là giáo chủ. Đây là hai vị Bồ Tát. Ngài là giáo chủ ở cõi Ta Bà. Hai vị tả hữu ở bên cạnh ngài được phát ra cái lời nguyện là phổ độ chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Ngài có duyên với cõi mình đây. Chỉ cần chúng sanh nhất tâm xưng niệm cầu xin thôi là ngài sẽ ứng hiện cho. Thiện cảm và minh cảm nhá, đều có hết. Quan trọng cái tâm. Thành thì linh, không thành không linh. Đó là khâu bên chỗ thỉnh tượng Phật. Đây sau lưng thì quý vị các bạn thấy nè, tượng Phật không đồng, không bán, chỉ có tặng, tặng cho Phật tử về thờ hữu duyên. Không ai không có gia đình đó không có đủ kinh phí hoặc là thỉnh để về thờ thì đây là không đồng ha. Thì Bình Lăng Thang thì nhận thấy là có nhiều gia đình đó mà muốn thờ mà thờ không có được á, thì đây là hữu duyên để vào chùa Hộ Pháp đó, thỉnh từ Phật được tặng ha, để tạo duyên tạo phước. Còn cái khâu đây, dạ, cái khâu này, dạ, cái khâu này là thầy tâm độ cài nhạc chuông, đăng ký nhạc chuông nhạc chờ, giá dạ, chào cô, dạ, cô ở đâu lại đây hả? Để dự lễ dạ, đây. Con mới về tu ạ, mà con được ở đây trước, chú nào về đây tu. Cô thấy vào chùa Hộ Pháp thầy Dũng Đức là tu theo kiểu tịnh độ như là như thế nào ạ? Dạ, chùa Hộ Pháp tu theo tịnh độ là chúng con từ khi mà về đây giờ là thấy rất là an lạc, dạ. Và chúng con là đi theo cái pháp của thầy, chúng con thấy được an lạc lắm, và trong gia đình cũng thay đổi rất là nhiều, dạ. Từ cả con cái cho đến chồng con thay đổi rất là nhiều, dạ. Nên là cô về đây được lâu chưa? Dạ, con về đây được 6 năm 7 năm rồi. 6 7 năm con được 8 năm rồi. 8 năm. Dạ, từ khi năm 2005 cho đến giờ. Dạ. Dạ. Chúng nào chúng con có mặt đây một ngày trước thì một tuần 4 buổi. Dạ. Bây giờ thì gần tuần được 3 buổi. Thế trong cái thời gian suốt 8 năm đó là cô thấy cô tu cô có lợi lạc không? Gia đình mình có lợi lạc. Từ bản thân cho đến cả gia đình chồng con là đều thay đổi. Đều thay đổi hết. Vậy là vi diệu quá cô ha. Đấy, vi diệu. Chứ chồng thì ngày xưa thì là uống rượu nhiều. Rồi ấy, nhưng mà bây giờ thì không uống rượu nữa, mà coi như là ví dụ như là cặp vợ con mà có nói cái gì là rất là tình nhất, rất là hiền hậu. Dạ. Không phải như ngày xưa đâu. Ngày xưa thì nóng nảy lắm. Dạ. Mà có con thì ngày xưa thì nói nó còn ngang, nhưng bây giờ dạ. Thì bây giờ là nó rất là ngoan. Dạ. Nên là cô thích cái pháp môn này lắm, mà lúc nào chỉ muốn về chùa thôi. Vâng. Thế thì cô mà ngoài thời gian mà cô không được đến chùa đó, thì ở nhà cô có tu theo 4 thời giống như là thầy Dũng Đức không? Ở nhà thì con tu một ngày 2 thời. Ngày 2 thời. Thầy bảo tu 2 thời. Dạ. Còn đi đứng nằm ngồi thì suốt ngày phải có cái máy này. À. Mỗi ngày phải có 40.000 câu để gửi đi. Cái này là có bấm hồi nào tới giờ đây? Đây là từ sáng giờ đây. Từ sáng giờ là 13.424 lượt niệm Phật. 4 giờ sáng cho đến giờ đây. 4 giờ sáng tới giờ. Đấy, cô nè, cô là đã niệm Phật là 13.424 lượt niệm Phật A-di-đà Phật. Ui dồi, 13.000. Con là một ngày là con được 30.000 câu con gửi lên nhóm. Một ngày là 30.000 câu? Dạ. Rồi còn là 1-2 thời tu nữa. Ồ, tuyệt vời quá cô ạ. Thế nên là đi tu thì nói thật là chúng con bảo là có thầy là chúng con về đây chúng con tu, còn nếu mà không có thầy là chúng con không về đây nữa đâu. Cô nghĩ là ngày hôm nay là thầy Nhân Đức sẽ xuất hiện không? Không, con không biết, cái đấy là con không biết được ạ. Tại vì thầy đang ở trong thời gian là tạm nghỉ để tỉnh thức thầy, nhập. Con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Con chúc cô là thân tâm an lạc. Dạ, rồi sức khỏe bình an nha. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Đây là thầy tâm độ cài nhạc chuông, nhạc chờ cho Phật tử miễn phí. Dạ.
biết vì sao nên cài nhập chung nhập trời A Di Đà Phật không? Dạ, vì sao thầy? Câu A Di Đà Phật là A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác. Đó. Vô dạ. lượng thọ, vô lượng quang, Phật A Di Đà có rất là nhiều cái vô lượng. Dạ. Nên là cài cái vô lượng ngày này khi mà cài người ta, người nào chưa biết ấy, thì người ta được nghe câu Phật hiệu gieo có thiện canh là cho người ta. Dạ. Còn người nào biết rồi mỗi lần nghe câu A Di Đà Phật là rồi là nhắc nhở mình niệm Phật, tăng tính tâm linh niệm Phật. Dạ. Đó. Rồi mà đặc biệt là cái này đối với các bạn trẻ là thường hay bị nhá máy á. Dạ, nhá máy. Khi mà cài A Di Đà nhạc chung, nhạc chờ A Di Đà Phật vô ấy, thì cái bên kia người ta gọi vô ấy, thì người ta nghe A Di Đà Phật một vài lần là người ta không dám nhá máy. Đúng rồi, người ta rất sẽ thuần. Đúng không? Người ta nghe cái câu Phật hiệu nó cảm hóa. À. Người ta không làm nhau máy, chọc phá tầm bất tầm ban nhé. Dạ. Nó rất là hay. Thầy tâm đồ nói cũng tuyệt vời, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Đây, A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy tâm đồ nha. A Di Đà Phật, dạ. Thì thầy tâm đồ nói cũng thật sự là đúng, cũng có một cái thành phần đó. Nhá máy, nhưng mà nghe nhá máy là A Di Đà Phật thì người ta nghĩ là ở bên kia là sẽ đang tu hành này kia, chắc người ta không muốn dám phá nữa. Thì đó là cũng là lời thầy tâm đồ nói ra rất là có lý nha. Đó. Thì lại đi tiếp thì sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người xem về sáng cảnh sáng ngày hôm nay. Lễ Vu Lan. Đây nè, đây. Ngồi sẵn hết rồi. Ngồi sẵn để dành chỗ để mà lạy đó mọi người ạ. Đó, bên kia nữa kìa. Rất là đông nha. Ngồi sẵn ở cái tấm nệm đó. Rồi để mà chuẩn bị làm lễ niệm danh hiệu A Di Đà Phật để tu ngày hôm nay, để vào cái buổi lễ chính ngày hôm nay. Mình thấy một bà cụ đi đâu nè. Bác chào bà cụ. Bà cụ đi đâu đây? Con không quay bà cụ đây. Bà cụ đi qua đi. Rồi bà cụ nè. Bà cụ nhưng mà dễ thương lắm mà mọi người à. A Di Đà Phật. Rồi bà cụ đi. Bà cụ đi dành chỗ hay gì? Đi dành chỗ mà bây giờ chỗ hết rồi. Đây bà cụ ngồi đây đi được không? Tội nghiệp. Bà cụ đi dành chỗ để mà niệm Phật và lạy Phật. Bà cụ mình có quay 2-3 video đó, bà cụ rất là dễ thương nha. Đó, đi nè, đi chống gậy nè. Một ngày thế mà tu được 4-5 thời đó mọi người ạ. Giỏi lắm. Hai cô về tháng mấy rồi hả? À, tối hôm qua con có quay mà. Có quay mà, cô thấy phải không? Dạ, cô coi chưa? Dạ. Hai cô đến từ đâu nè? Cô vào Bắc vào đây. Cô vào Bắc vào đây lâu chưa? Một tháng rồi. Dạ, còn cô ở đâu? Bình Thuận mà ở miền Bắc. Là không, ở đây là miền Bắc nè. Cô miền Bắc, cô Bình Thuận. Hai người vào gặp nhau. Cái huynh đệ không? Kết bạn huynh đệ luôn ha. Mỗi chung phòng luôn. Vậy là cũng có duyên đó cô ạ. Chứ đời này là gặp nhau nói chuyện một câu hai câu đâu dễ đâu. Nhưng mà như thế này là có duyên đó. Hồi trước hai cô nhiều khi đã từ anh em nè, chị em rồi mẹ con rồi này kia đó. Dạ. 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 Cô tên gì? Tôi tên xấu lắm, tên là Nhiễu. Cô Nhiễu hả? Cô Nhiễu đến từ ngoài Bắc. Từ ngoài Bắc đến từ Hải Dương. Hải Dương. Cô vào đây một tháng rồi. Thế thì cô thấy một tháng mà cô ở trong chùa và cách tu của tịnh độ của thầy Nhuận Nhuận Đức á, là có lợi lạc không cô? Tôi thấy là đây được an lạc quá, tôi lại ở. Trước thì tôi đi lễ, trước là tôi đi lễ thế xong là giờ tôi vào đây thấy an lạc, tôi cứ ở tịnh đây thôi. An lạc. Tôi thấy thầy đây tốt.
Dạ. Họ quan tâm đến Phật tử lắm, thương lắm. Vâng. Thầy tốt lắm. Dạ. Chỉ sợ Phật tử ăn đấy, phá cải đổi nữa luôn. Thế là tôi ở biết đây thôi. Tôi về, tôi xong, về xong lễ là cô có ở, cô có về không? Tôi không. Không về. Thế không về thì con cái của mình thì con có cái của có mình trong điện nó về rồi bảo mà vợ mẹ ở đây thế ăn nạc sẽ chịu mẹ ở. Thế là ở nhà đi chơi giờ đi tu hơn không? Ở đây đúng rồi, ở đây lời lạc. Niệm Phật suốt ngày nghe. Ăn ngày ba bữa thầy cho ăn đầy đủ, cho ăn cái làm đầy đủ chú ạ. Thế tôi vào đây thấy ăn nạc lại đồng những bạn đồng tu như quý nhau lắm. Dạ. Nói chung là vào đây mọi thứ được tất cả. Đúng rồi. Đấy. Nói chung là chỉ có ăn và tu thôi. Nếu mà mình mẹ khỏe mạnh thì mình phụ tí xíu này kia. Dạ, con cũng nghe mọi người nói như vậy. Dạ. Tôi ở tìm thế đợt này tôi cũng về. Qua Mô Lan tôi cũng về. Qua Mô Lan cũng về. Viết Quan Thế Âm. Tôi vào đây, thế là định về cùng tôi bá. Chúng tôi đi hơn 50 người cơ mà. Dạ. Hải Dương lên đây ở đây. Vậy thì con nghĩ là cái sự lan tỏa của thầy Nhuận Đức ra tới miền Bắc rất là nhiều ấy. Nhiều lắm. Dạ. Cả nước luôn, cả thế giới luôn mà. Bên Mỹ, bên đồ. Hôm nay mới biết là hôm nay mới đi xa, đợt này mới đi xa. Dạ. Tôi có hay đi chùa đâu. Dạ. Nhưng mà tôi thấy hết, tôi theo ta đi. Tôi thấy có xấu thầy chứ thầy đâu có xấu đâu. Dạ. Là tôi. Dạ. Thì sáng hôm nay thì con hữu duyên được nói chuyện với cô ha, cô Nhiễu nha. Con xin chúc cô Nhiễu là thân tâm thường an lạc, sức khỏe bình an, gia đình thì hạnh phúc cô nha. Dạ. Thưa cô, ông chúc cháu là luôn luôn được mạnh khỏe. Dạ. Quay này để đưa những điều tốt. Dạ. Hay như là Phật, con cảm ơn cô nha. Dạ.